Sao đấy chú ơi? Nhưng mà sao tao chặn xe này, xe đang đi sao lại chặn là thế nào? Kiểm tra bây giờ phải đỗ, đỗ phải chặn như này hả? Mẹ cái bọn này buôn láo nhỉ? Bây giờ các ông chặn xe chặn kiểu thế à? Thế là xe của em lỗi gì mà các anh chặn chặn xe của em như thế đấy? Thế xe đang đi bây giờ bọn anh chặn mà anh phải đỗ đứng ở đường mà anh chặn thì sao xe em đang đi cho bọn anh? Nghe anh vẫn đủ điều kiện để cho em vào, em hiểu chưa? Nhưng mà sao anh đi anh phải chặn như thế? Mời em xuống xe đi. Chạy chậm nhá, bây giờ bọn anh phải đứng chặn em thế sao này? Em đang đi bọn anh này này đuổi lên, em hiểu chưa? Đuổi cái gì? Bọn anh có phải dừng tạt đầu em không? Bây giờ bọn anh sao này tạt đầu bọn anh ra hiệu chặn chặn xe kiểu thế à? Ai luật giao thông kiểu gì mà chặn xe kiểu thế à? Bây giờ các ông này xe đang đi, các ông này xe đang đi, các ông này chặn thế à? Biển 29 nhá. Bây giờ xe em lỗi gì? Các anh báo nói đây. Kiểm tra về tải xong. Kiểm tra cho các anh phải đứng ở đường các anh chặn. Thế sao lại xe đang đi các anh lại chặn kiểu thế? Mời em xuống nha. Em đang phát trực tiếp đấy. Ok em. Phát trực tiếp làm sao đâu. Anh kiểm tra tải xong đủ anh mời em đi. Kiểm tra cho bây giờ các anh phải chặn các anh phải có chốt chứ. Có chốt các anh chặn chứ. Không có chốt trùng gì cả em hiểu chưa? Chốt chắc kiểu gì? Anh vẫn đủ đảm bảo để cho em tấp vào này em hiểu chưa? Em quay đây anh có tạt đầu em không? Nha. Chẳng tạt đầu các ông tạt đây các ông chặn cái gì nữa? Ông tôi gì? Thôi, mời em xuất trình giấy kiểm tra nào. Xe tôi đủ giấy tờ. Xe em đủ giấy tờ, đủ tải, anh mời em lên đường, em hiểu chưa? Tải nhưng mà các ông làm như thế, các ông bỏ chuyên đề kế hoạch ra đây, tôi kiểm tra. Thì các ông mới kiểm tra xe của tôi. Em ơi. Chuyên đề kế hoạch nhỉ? Ờ, em vẫn muốn triển khai các chuyên đề kế hoạch à? Hả? Đi biểu lại đi không anh ạ? Mẹ tôi đang quay trực tiếp đấy. Em quay thoải mái, em quay trực tiếp thoải mái làm sao? Các ông làm, các ông phải đứng có chốt, các ông chặn như thế này. Các ông phải có chốt, các ông chặn như thế, các ông phải đuổi theo xe, các ông tạt vào đầu xe tôi là nào? Vi phạm cái gì? Hả? Nếu mà chốt các ông không vi phạm thì các ông làm sao? Mời em đi làm sao? Các ông mời đi, bây giờ mất việc của bọn tôi chưa? Mất việc cái gì? Em đang làm mất thời gian đấy. Các ông phải có chuyên đề, các ông phải chặn, đang đứng ở trước đường mà chặn chứ. Em đang làm mất thời gian đấy nhá. Chuyên đề đừng gì. Thông tư 3233 kiểm tra chuyên đề. Không làm gì kiểm tra. Mà các ông chặn xe như thế có đúng luật chưa? Quay đi, đúng luật của nhà nước chưa? Em cứu lại đi. Cứu lại đi. Tôi khuyến lại các ông thì có mà khuyến lại làm sao được? Dân làm sao khuyến lại được các ông? Em vẫn đang giám sát cái gì nữa? Chấp hành đi. Bây giờ là các ông kiểm tra cái gì thôi nào? Anh kiểm tra giấy tờ của em hiểu chưa? Và tải trọng của em, nếu em đủ tải trọng ông bỏ cân ra đây. Được rồi, ok. Bỏ cân ra đây, tôi lên cân. Em xuất trình giấy tờ đi. Các ông cứ bỏ cân ra đây, tôi xuất trình giấy tờ cho các ông. Các ông cứ giải cân đây, tôi xuất trình giấy tờ. Em xuất trình giấy tờ đi. Các ông cứ giải cân ra đây, tôi xuất trình giấy tờ cho các ông. Nếu em đủ giấy tờ nhá, anh kiểm tra mở đi xe, anh cứ đủ, nếu đủ thằng hóa anh cho em đi, em hiểu chưa? Không phải, các ông cứ giải cân ra đây. Giải cân đây, tôi lên cân cho các ông. Được rồi, ok, xuất trình nhá. Các ông cứ giải cân đây, tôi xuất trình giấy tờ đủ cho các ông. Được ông tôi gì cả, xuống đi. Các ông giải cân ra đây. Mời em xuống xe xuất trình. Các anh kiểm tra tải trọng tôi đúng không? Đúng. Hay là kiểm tra cái gì? Đúng rồi, cả giấy tờ. Kiểm tra, nếu mà kiểm tra tải trọng, các ông giải cân đây, tôi lên cân. Cha cả tải trọng cả đây là. Con giải cân lên đi, tôi sẽ trình đủ giấy tờ cho con. Ok, xuất xe đi. Xuất trình giấy tờ đi. Con cứ giải cân lên đi. Xe đi mình anh chấp hành đâu, mình có gì đâu mà. Con giải cân lên tôi sẽ. Con giải cân luôn ra đi. Con cứ giải cân lên tôi sẽ chấp hành giấy tờ cho con. Ok. Và nếu mà tôi con mà mất là mất thời gian tôi lâu là tôi đi đấy. Đố ông đi đấy, trước rồi, đố anh đi rồi. Đố ông đi đấy, nha. Các ông giải cân lên đây đây. Ông trong quay ông luôn, anh đang quay hơn. Ông giải cân đây, tôi lên cân. Ông quay ông xin phép tôi chưa? Ông quay tôi xin phép tôi chưa? Tôi là người dân, tôi được giám sát cơ. Anh đang chống đối nha. Anh đang cản trở nha. Các ông chống đối, các ông giải cân lên đây. Các ông kiểm tra trọng tải tôi đúng không? Các ông kiểm tra trọng tải cân. Các ông phải giải cân tôi mới xuất trình giấy tờ chứ. Tôi đang kiểm tra giấy tờ anh. Giấy tờ ra đây. Anh xuất trình ra. Ông giải cân lên đây. Ông giải cân rồi, tôi xuất trình giấy tờ. Tôi không chống đối gì cả.
Tôi không chống đối gì cả. Ông giải cân ra đây. Ôi giời. Ông cứ giải cân ra đây. Ông kiểm tra trọng tải, ông giải cân đây, tôi sẽ lên cân. Tôi không chống đối gì các ông cả. Mất thời gian thì các ông, chính các ông mới là mất thời gian của tôi ấy. Đang kiểm tra anh nhá, anh không xuất trình giấy tờ nhá. Sao không xuất trình, các ông phải kiểm tra trọng tải, các ông phải giải cân ra đây tôi. Không giải cân ra đi. Giấy tờ các ông bây giờ kiểm tra trọng tải, các ông giải cân ơi, tôi lên cân. Tôi nhớ kiểm tra xuất trình giấy tờ cho các ông. Tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, anh chưa xuất trình được nha, tôi nói trước nha. Các ông bảo ông kiểm tra trọng tải tôi đúng không? Anh xuất trình đầy đủ giấy tờ. Ông giải cân ra đây thì tôi xuất trình giấy tờ cho các ông. Đầy đủ giấy tờ mới xuất trình trọng tải, hiểu chưa? Bây giờ bác anh đi cơ. Thế chạy đàng hoàng không sao đâu. Mà các ông chặn xe như thế là không đúng, đúng theo với nhà nước, hiểu chưa? Xe tôi đang đi, các ông này đang đi ở đường này, các ông này chặn xe tôi ở đấy à? Lực lượng chức năng người ta làm việc, ngoài công việc trên đấy, chấp hành đầy đủ. Các ông phải đứng chốt, các ông chặn tôi, các ông muốn tôi vào cân, các ông phải đứng chốt chứ, đúng không? Lưu động công giải cân lên đây, tôi cân, tôi trèo lên cân. Thôi, chờ tí anh, yên tâm. Còn nếu mà lâu rồi tôi đi đấy, tôi không chờ các ông đâu. Anh chưa xuất trình giấy tờ nha, tôi nói với anh nha. Các ông giải cân ở đây, tôi xuất trình giấy tờ cho không? Xuất trình không? Các ông bảo kiểm tra trọng tải tôi đúng không? Tôi thấy có dấu hiệu trọng tải thì yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Các ông giải cân ở đây, tôi sẽ xuất trình giấy tờ cho các ông. Xuất trình giấy tờ xong tôi mới cân. Nha. Không hiểu chưa? Cái này kiểm tra chuyên đề. Các ông cứ giải cân ra, tôi sẽ lên cân. Tôi kiểm tra, tôi xuất trình giấy tờ cho các ông. Đang bận đi. Ừ. Các ông bảo kiểm tra trọng tải tôi, các ông giải cân để tôi lên cân, không thì tôi đi đấy. Anh đi rồi đấy. Mất thời gian thôi, tôi đi đấy. Anh đi rồi nha. Tôi yêu cầu anh xuất trình đầy đủ. Thì các ông kiểm tra trọng tải, các ông giải cân đấy. Ông giải cân tôi lên cân. Yêu cầu chấp hành nha. Sao không chấp hành? Bây giờ các ông cân. Yêu cầu anh lần thứ nhất. Các ông bảo kiểm tra trọng tải tôi đúng không? Yêu cầu anh lần thứ hai. Các ông kiểm tra trọng tải tôi đúng không? Anh có xin giấy tờ không? Tôi kiểm tra trọng tải, ông giải cân lên đi, tôi lên cân. Xuất trình giấy tờ, anh có xuất trình không? Tôi đang yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Ông cứ giải cân lên, tôi xuất trình giấy tờ. Anh không được yêu cầu tôi nha, tôi đang yêu cầu anh xuất trình giấy tờ nha. Ông cứ giải cân lên, tôi giấy tờ đầy đủ. Giấy tờ đầy đủ anh phải xuất trình. Ông giải cân, ông kiểm tra trọng tải, ông giải cân lên đi. Tôi bảo có dấu hiệu thôi mà. Dấu hiệu không? Tôi ngay từ đầu tôi quay hết đây này nhá. Anh quay đại mà. Quay new hết rồi, các ông phải kiểm tra trọng tải tôi đúng không? Tôi bảo có dấu hiệu trọng tải. Kiểm tra trọng tải các ông phải có cân chứ. Cân của nhà nước để đầu tư ra để cho các ông làm gì? Quay lại đây. Ông cất đi à? Cân của nhà nước để đầu tư ra để cho các ông đi cân xe, bây giờ các ông này không mang cân đi nào nào. Có 2 tổ 3 tổ đi làm. Các ông phải kiểm tra trọng tải, các ông bỏ cân ra đây, tôi lên cân. Tôi nói anh nhá, có 2-3 tổ đi làm, 3 tổ đi làm nhá, chỉ có 1 cân, anh hiểu chưa? Tôi đang gọi mang ra đây. Ông, nếu mà ông mà gọi cân lâu tôi đi, tôi đéo chờ các ông đâu. Đéo với ai đấy? Xong đéo. Đéo với ai đấy? Không gọi ai. Ông đéo với ai? Ông quay trực tiếp đấy, ông đừng gọi ai. Ông quay trực tiếp bình thường, mời anh xuống xe xuất trình tờ. Ông phải côn đồ, ông gọi ai? Ai bảo anh côn đồ đấy? Xúc phạm đấy. Ai đấy? Ông gọi ai? Tôi chửi ai? Tôi quay trực tiếp hết đây này. Anh quay làm sao? Lưu hết vào đây, dân nó còn đang xem đây này. Bình thường, làm sao? Mẹ các ông đừng làm muốn láo. Ông bảo ai bố láo? Ông định đánh tôi á? Ông bảo ai bố láo? Này, công an đánh người này nhá. Ông bảo ai bố láo? Công an đánh người nhá. Tôi nói đường viện nha, ai đánh ông? Công an kéo tôi đánh người này. Kéo ông đâu? Công an đánh đây, người được rồi. Chỉ tay mặt ai? Đấy nhá, ông lấy ra ông đánh đi. Ông đánh ra đây. Ông chỉ tay mặt ai? Ông chỉ tay mặt ai? Ông đừng làm bố láo. Ông bảo ai bố láo? Tôi xem cho ông như thế này nhá. Thôi, các ông cứ giải cân ra đây nhá. Đấy, nó cứ đóng cửa đập xe tôi thì bẻ các bọn này. Ôi giời. Sao ông đập xe tôi làm gì? Ông đập xe tôi làm gì? Ông vừa đập đây. Ai đập xe ông? Thoải mà. Ôi giời. Các ông nếu mà không kiểm tra trọng tải, các ông phải giải cân ở đây nhá. Tôi mới xuất trình giấy tờ cho các ông. Anh lăng lăng mục nhá, tôi lăng mạng rồi, anh chờ đấy. Chờ đấy. Anh lăng mạng được chức năng. Các ông muốn chức công giải cân ở đây, kiểm tra trọng tải các ông phải có cân chứ. Cân lăng mạng được cân của nhà nước đầu tư các ông để làm gì? Anh không được lăng mạng được chức năng. Thank you.
tải các ông phải có cân chứ, lại không có cân thì các ông bảo tôi đi đâu, các ông làm ăn kiểu vậy. Các ông cứ giải cân lên, tôi xuất trình giấy tờ cho các ông. Các ông muốn kiểm tra trọng tải, các ông phải có cân chứ. Các ông mang mà kiểm tra trọng tải, không có cân thì cân nhà nước đầu tư ra các ông mang đi bán à? Các ông cứ mang cân ra đây, tôi xuất trình đủ giấy tờ cho các ông. Xong còn chuyện anh chửi lực lượng chưa làm nữa anh. Thôi chửi như tôi hôm nay này, ai kéo người tôi quay hết ở đây nhá. Rồi, các ông ấy à, thích giang hồ, công an của giang hồ như kiểu mẹ xã hội đen đấy à. Chưa ai làm gì anh đâu. Ơ, tôi quay kéo người tôi đây này nhá. Kéo áo tôi nhá. Kéo áo các ông, kéo để đánh người nhá. Các ông là giao thông của nhà nước, các ông là như kiểu xã hội đen đấy. Các ông đừng có mà, các ông như kiểu là xã hội đen đấy à. Các ông đừng có lộng hành nhá. Còn các ông thích kiểm tra trọng tải, các ông bỏ cân lên đây. Các ông bỏ cân lên đây, tôi xuất trình giấy tờ cho các ông. Chấp hành ở đây, các ông bỏ kiểm tra trọng tải, cân của các ông, các ông đâu. Các ông phải kiểm tra trọng tải, các ông phải có cân như này. Tôi mới xuất trình giấy tờ chứ. Bao nhiêu phút nữa có cân anh ơi? Chờ chút là bao nhiêu lâu nhá, mất thời gian của em chứ. Em có chút tích cân cơ. Bây giờ các anh bảo kiểm tra trọng tải của em đúng không? Em đang chờ. Bây giờ các anh bảo kiểm tra trọng tải em thì các anh phải bỏ cân ra đây thì em mới xuất trình giấy tờ cho các anh chứ còn gì nữa. Còn nếu mà các anh bảo, nếu mà các anh không mang cân ra này em đi đấy, mất thời gian của em đấy. Bây giờ mất thời gian của em thì ai chịu? Tổ kia đang đi mang cân đi rồi, đây đang gọi về đây xếp, nhưng là nó chấp hành. Họ phải giải cân đây. Bây giờ các anh một chờ em, một ngày, nửa ngày thì ai chịu cho bọn em. Các anh phải mang cân ra chứ này, ta này không bảo kiểm tra trọng tải thì không có cân là thế nào. Nhà nước đầu tư cân ra cho các ông, các ông mang đi đâu hết rồi? Bãi sắp vụn hết rồi à? Nhà nước đầu tư cân cho các ông rồi mà. Nhà nước đầu tư cân cho các ông mà các ông đi, các ông này không bảo kiểm tra trọng tải mà các ông này không có cân thế này thì chịu các ông rồi. Các ông này cần như kiểu là xã hội đen, định kéo để đánh tôi á. Các ông cứ tỏ, các ông cứ đánh thoải mái, tôi quay trực tiếp cho dân làng xem này nhá. Vừa cái ông kia nhá, vừa này kéo người tôi nhá. Không nói phụ mình, tôi quay trực tiếp rồi nhá, các ông đừng có mà chối. Các ông hành hung như kiểu xã hội đen đấy à? Công an giao thông bây giờ mẹ như kiểu xã hội đen thế này thì dân chết rồi.
Đây nhá, công an Hà Nội nhá, biển 29 nhá. Bây giờ các anh mà kiểm tra trọng tải em, các anh phải mang cân ra chứ này. Bây giờ các anh mời mà em chờ chờ cả ngày thì anh ai ai chờ được. Ba tổ đang đi làm. Ba tổ đi làm nhá các anh. Chỉ có một cân thôi. Một cân nhưng mà các anh bây giờ các anh bảo em chờ bao nhiêu lâu? Anh đang gọi mang về. Chờ bao nhiêu thời gian? Anh đang gọi mang về đây em hiểu chưa? Các anh bảo cả nửa ngày đi em phải chờ các anh nhỉ? Không bao giờ có nửa ngày em hiểu chưa? Ờ chịu nhỉ? Nhà nước đầu tư cân cho các ông này mang đi đâu hết rồi nhỉ? Đây bảo đây kiểm tra trọng tải đây không có cân như này. Em hiểu không? Hôm nay ba tổ đi làm em hiểu chưa? Ba tổ nhưng mà các anh đi cân mà kiểm tra trọng tải các anh phải có cân chứ. Anh đang yêu cầu em xuất trình giấy tờ em mà chưa xuất trình. Bây giờ anh các anh mà kiểm tra trọng tải các anh phải giải cân ra thì em mới xuất trình giấy tờ cho các anh. Nhá. Các anh phải kiểm giải cân ra thì em mới xuất trình giấy tờ cho các anh. Anh yêu cầu em xuất trình giấy tờ nhé. Nhưng mà các anh có cân đâu? Cân đâu mà em phải xuất trình giấy tờ? Cân đang mang ra em. Cân đang mang ra. Ba tổ. Một chặn xe cân này, một cân đang mang ra đang chờ thế nửa ngày thì ai chờ không? Yêu cầu em về chạm cân em không về được không? Biết là các ông chặn tôi đang không phải mang cân ra đây chứ? Anh giải thích cho em đúng không? Hôm nay ba tổ đi làm đúng các không? Các ông kiểm tra trọng tải tôi, các ông phải bỏ cân lên tôi thì tôi cân. Còn bây giờ cả bỏ cân bỏ tôi đi đâu tôi chịu, tôi không bao giờ đi nhá. Chờ đấy. Chưa chấp hành thế nhá. Chờ cái đây cân. Phạt cây hết cho em. Nè các ông bảo tôi chờ đến bao giờ? À. Các ông bảo tôi chờ đến bao giờ đây? Kiểm tra trọng tải nó không có cân thế này thì chết rồi. Không biết nhà nước đầu tư cân cho các ông thì các ông mang đi đâu hết rồi. Vậy luôn rồi. Yêu cầu lái xe chấp hành mà cũng chưa chấp hành. Thôi, các ông phải kiểm tra trọng tải tôi thì các ông phải có cân thì tôi mới chấp hành nhá. Xuất trình giấy tờ, xuất trình giấy tờ tôi đầy đủ, các ông phải kiểm tra trọng tải, các ông phải giải cân. Xuất trình giấy tờ. Thôi, giờ các ông phải giải cân nhá. Riêng ông quay ông kéo ông hỏi tôi chưa mà ông là quay đã quay tôi đây. Đứng chỉ tay. Ông hỏi tôi chưa mà ông là quay tôi. Về lái xe chưa chấp hành. Đứng chỉ tay. Đây Hoàng Thái Sơn này. 147269 này. Mà kiểm tra trọng tải tôi mà lại không có cân. Cân ba tổ đang đi làm, ba đang mang ra nhá. Cân nhà nước đầu tư ra để làm gì mà các ông này đi lại không mang cân đi nhỉ? Quên không mang cân à? Không bao giờ quên. Đi kiểm tra trọng tải lại quên không mang cân như này. Được rồi. Ba tổ đi làm em hiểu chưa? Này thì chịu rồi. Kiểm tra trọng tải quên không mang cân, các anh đang quên không mang cân. Đến bao giờ, bao nhiêu phút các anh mang cân đến anh ơi? Đến chịu rồi nhỉ? Công an giao thông Hà Nội chặn đường, chặn xe rất là bồn áo ra. Không có chốt có chiếc gì mà dám vượt xe lên chặn giữa đầu xe. Công an Hà Nội làm ăn rất là vớ vẩn. Em phát ngôn chuẩn vào nhá. Nhưng mà bây giờ các anh em chặn em. Các anh chặn em, các anh có chốt chưa? Phát ngôn cẩn thận vào. Các anh phải có chốt, các anh mới chặn em chứ. Làm không? Thì có chốt, em phải chưa? Sao không có chốt? Các anh đi làm phải có chốt, cân các anh phải có chốt chứ. Đây là tuần tra lưu động. Tuần tra nhưng bây giờ các anh có cân, các anh phải có chốt thì các anh bắt em vào cân chứ. Cân này không có chốt để ôi, cân thế này. Phát ngôn cẩn thận vào em ạ. Ôi giời ơi. Công an Hà Nội kiểu này à. Xã hội đen với dân thế này như thế. Thế này mất lòng dân hết rồi. Các anh ạ. Hôm nay em đưa các anh lên phát trực tiếp cho dân xem à. Công an Hà Nội nhá. Cần kéo người để định đánh người nhá. Bảo kiểm tra trọng tải thì quên không mang cân. Công an giao thông Hà Nội kiểm tra cái trọng tải thì quên không mang cân nhá. Kiểm tra trọng tải này quên không mang cân.
Công an Hà Nội là lộng hành phết nhỉ? Cái kiểu xã hội đen ấy, sắp giờ loạn rồi. Mấy ông này chắc bắt mình chờ đến bao giờ đấy nhở? Chú ơi, các cháu hỏi đấy, thế đấy bao nhiêu phút nữa thì mình mang cân ra nhở? Chú? Nguyễn Khải đây nhở? Cháu xem tên chú các. Nguyễn Khải Hoàn. Vâng, cứ đến đây nhá, bao nhiêu cháu phải hỏi chú thế nào? Bây giờ chú phải kiểm tra trọng tải cháu, chú phải có cân. Chú phải giải cân thì cháu mới xuất trình giấy tờ cho chú đúng không? Bên chú bảo là kiểm tra trọng tải mà đây giấy tờ cháu đầy đủ hết. Đầy đủ, không đưa không xuất trình. Nhưng mà chú bảo kiểm tra trọng tải chú đã giải cân chưa? Đang bảo dấu hiệu trọng tải và kiểm tra giấy tờ trước, sau đó kiểm tra em. Các anh phải giải cân đi, em mới xuất trình giấy tờ chứ còn gì nữa. Em chờ. Các anh cứ giải cân em xuất trình giấy tờ cho các anh. Như nào em tự biết nhá. Lập ngôn nhá. Các anh cứ giải cân là em xuất trình giấy tờ cho các anh. Đúng không? Các anh còn kiểm tra em xuất trình giấy tờ, em chưa xuất trình đâu. Các anh kiểm tra trọng tải phải có cân thì em mới xuất trình giấy tờ đúng không? Anh kiểm tra giấy tờ, sau đó là có dấu hiệu trọng tải anh sẽ cân. Anh mở nước đầu tiên em hỏi nó có ghi ở trong này hết rồi. Anh bảo kiểm tra trọng tải em đúng không? Kiểm tra trọng tải em thì phải có cân thì em mới xuất trình giấy tờ chứ. Đúng không? Trước chứ làm sao? Lúc nào anh còn kiểm tra trọng tải em lưu hết vào đây rồi. Anh có dấu hiệu trọng tải. Bây giờ các anh ở bao nhiêu phút được có cân? Không để em đi. Chờ bây giờ bạn anh ngồi chờ em cả ngày à? Em xuất trình giấy tờ đâu? Biết chờ cả ngày mất thời gian của em thì. Em đi về chặn cân em không đi. Tôi đi về chặn cân. Bây giờ các anh đi chặn em ở đây. Chặn em ở đây các anh phải cân ở đây. Thế em phải chờ. Chờ bao nhiêu phút? Phải có thời gian chứ. Em chờ anh. Cân thì cứ bảo chờ thế này chết đâu. Chờ thế này chết, cân thì cứ bảo chờ không biết. Không biết cân của nhà nước không biết là mang đi đâu rồi nhỉ? Đi cân để quên cân thế này. Kiểm tra trọng tải không có cân thế này thì bắt dân chờ đến bao giờ nhỉ? Ôi giời ơi, chờ đến cả ngày à? Các ông hành dân quá đấy nhỉ? Công an Hà Nội đi cân này quên không mang cân nhá. Ở cân trọng tải đây này không có cân. Thế này cứ bắt chờ đến bao giờ nhỉ?